Bà làm cái chuyện khốn nạn như vậy nè. Bà vừa phải thôi. Rồi nha. Thôi bà... Để tao điện cho mẹ nó giải quyết mày. Thôi không à. Tao không có đưa mày nữa, tao bỏ mày luôn. Còn mày. Bây giờ bà muốn vậy không? Thôi bà, tôi xin lỗi bà, tôi xin lỗi bà. Mày không xin lỗi bà. Đây là nước hoa Agawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ. Có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện. Sẽ làm clip, nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem. Và mọi người mua ủng hộ Dũng nha, có 370k thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp, ok. Hôm nay chị gọi em ra là có vấn đề gì thì chị cứ nói đi. Chị cứ nói để em quay clip lại luôn để làm đăng clip lên mạng luôn nha. Ông chồng của em á, em nghi lắm là ổng có bộ giấy bên ngoài á. Thì không biết mà ổng không biết là đang quen ai mà nó mấy lần rồi. Bắt gặp tiểu tin nhắn qua lại này kia cũng thấy cũng nghi rồi. Nhưng mà lần này đảm bảo là chắc chắn là ổng nói ổng đi công trình. Mới vừa đi đó, mới vừa chạy đi đó là em điện cho anh liền đó. Nhưng mà ông đi đâu thì giờ mình đi không đi theo sao mình biết? Em có cài định vị trong máy em là cài định vị của ổng á. Là có cài định vị đúng không? Ổng nói với em là ổng đi công trình cũng vòng vòng gần Bình Dương nè, nhưng mà thấy lần này là em chắc chắn luôn á. Sao chị không qua đó mà chị phải gọi em? Em gọi anh giờ em rối quá giờ. Ý là muốn em đi theo để cho khỏi bị này kia, nói với lại em... giúp chị luôn đúng không? Dạ dạ, anh nhớ hỗ trợ giúp em chứ. Giờ sự là lần này là em chắc chắn rồi. Thì chắc chắn 100% đúng không? Chắc chắn rồi. Vậy thì em đi coi với chị, nhưng mà em nói trước nha, em đi với chị coi đó thì không có đánh ghen. Mình qua đó mình bắt, gặp từng nơi, từng mặt, mình quay clip lại để làm bằng chứng. Chứ không có đánh đấm gì ở đây hết nha, tại vì chuyện đánh đấm thì nó bất hợp pháp, nó phi pháp nha. Mình qua đó mình quay lấy bằng chứng rồi mình dàn mặt chồng mình để làm sao mình bắt được ngoại tình, là để cho chồng mình nó quay lại với mình và nó sống bình thường với mình, chứ nó không ngoại tình nữa. Chứ không phải là bắt, gặp rồi để ly dị với lèo thằng kia, hiểu không? Nên mình phải làm sao đó cho cuộc sống vợ chồng nó hòa hợp, chứ không phải là cứ qua bắt xong rồi xôi ra trong ly dị là không được, hiểu không? Đó là em giúp, nhưng mà nó phải có kết quả tốt, chứ không phải mình qua mình đùng lên xong mình quấn nhau rồi giật xé rồi mình đi gì nhá. Nhưng mà cũng chỉ tiện đội kiểu như đấy, nhưng mà cũng quá đáng quá, nhưng mà sống cũng không sống chung nổi nữa thì cái đó là do chị. Nhưng mà em nói trước giờ em khuyên vậy đó, tại vì cuộc sống mà nó ai cũng phải có lần sai lầm, mà sai lầm thì mình bỏ qua nhá, ví dụ như sai lầm nhỏ thì mình cứ bỏ qua không sao cả nhá. Ok, vậy thì chị coi đi, đưa em con định vị đấy, xong rồi đi qua luôn. Chị mở điện thoại em cho con. Ấy đi qua nó mất công này, ông lại xong ông đi đó. Ông vừa đi luôn cũng, đúng không? Cũng gần ở đây hả, chứ không xa đâu. Thì gần này, nhưng mà ông vừa đi luôn đúng không? Đâu. Ông mới vừa đi là em điện anh liền luôn á. Rồi. Đi qua đó luôn mất công ấy này. Đây, tiền gì ơi. Trên con đường này cho tao một lý do để tao có thể tao biết nhường mày. Tao không chán vì tao đang làm, vì tao được trao đúng với cách thương cha để nhận vui giao. Sao làm gì được tao gã vẫn phải biết cao đầu, tao mặc xét và đứng lên, có anh em kề vai, gia đình tao vẫn đứng lên. Chinh chiến máu mặn thân tao vẫn bền, giải mà đúng và điều tao quý mày đừng có mà cầu hết. Xã hội cam go hóa thân xấu trong chế lại cuộc đời, mày là dân chơi nhưng vào thì của tao rủ buộc mày sống là sống cho tao, không có phán ai nói mày nghe trong những cuộc chơi như thế. Tao không ngán ai, bố Đài Gòn binh biển, tao có cơ đồ. Mày còn non nớt, ốc mày mơ hồ. Ba quân tao chấp, tao có hùm gan. Xã đoàn tao đứng, tao là trung bang. Sài Gòn binh biển, tao có cơ đồ. Mày còn non nớt, ốc mày mơ hồ. Bà, đi hả, không chồng hả? Mày bà, tao đợi bà. Mày bà, đi hả, quỷ cái. Mày bà. Ông bị em với tao rồi, con bé không bao giờ của ông. Ông đi công trình, nói tôi không đi công trình bây giờ, ông đi công trình ở đây hả? Thôi bà, mày bị nhầm đó chị bà ơi. Nó hả? Mày chết mày chứ tao. Thôi nha, chị đi thay nha. Bà. Từ, nhà đó bà ơi. Bà làm ồn ào quá kìa bà ơi. Ồn ào hả? Ông,
từ từ, nó kia là anh chị. Anh ngồi xuống đi. Thả, mày đi chơi gái cái đi quay đường tao lắm. Đằng này hết nói là em buồn của tao. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Bà là con người không? Bà làm lớn rồi. Bà làm lớn thì người ta báo. Ở nhà biết là chết luôn đó bà. Ở nhà biết hả? Tao uống trong nhà biết hơn đó. Trời, mày mũi mình sao nữa? Lớn chuyện này con ổn rồi, người trong nhà không à? Người trong nhà của bà đúng không? Người trong nhà không à? Em của bà mà. Em hả? Không, tôi sợ bà, tôi sợ bà. Không, bà. Mày nó muốn là con mẹ không? Tao hư con mẹ luôn. Tao hư con mẹ luôn. Bà không à? Bà không à? Trời ơi. Ngồi xuống từ từ nói chuyện. Từ từ hai anh chị nói chuyện. Cái sờ sờ lên làm gì vậy? Tao anh em nghỉ thôi nha. Đi chỗ khác nha. Cái này em quay đến bằng chứng cho chị thôi. Tao nha. Tao hư hai mày luôn. Chuyện nhà người ta. Bà vừa phải thôi. Rồi nha. Thôi. Tao điện cha mẹ nó giải quyết mày. Thôi thôi bà. Tao không có nuôi mày nữa, tao bỏ mày luôn. Còn mày. Bây giờ bà muốn vậy không? Thôi bà. Tôi xin lỗi bà, tôi xin lỗi bà. Mày không xin lỗi bà. Mình người nhà không mà. Đúng không? Đúng không? Mình người nhà không mà. Cứ từ từ là bây giờ mình mới lên. Người nhà hả? Cái này là tụi mày nghĩ tao là người nhà thì tụi mày đâu có phước cái gì? Từ từ cho em hỏi. Cái này là em là gì đây sao? Đó là em lấy ruột của em á. Lấy ruột luôn hả? Mày á, ổ con mà em tao gì nữa đó. Mày thấy chưa, để mặt của mày hết chưa? Xin lỗi chị đi mà. Tao chị đi. Ai của mày? Mày á, tao tưởng mày có thể chưa gái ngoài đường á. Tao không có tức, tao không có thể chứ mày nữa. Mày giờ đây là em buồn của tao, em buồn của tao luôn hiểu không? Hai em cứ gì cứ ngồi xuống từ đây mình giải quyết xong. Bây giờ chị xuống đây vậy. Tôi sai rồi. Bây giờ chị xuống đây vậy mình không nhận được mà người ta công an không vô nó tới. Rồi mấy người làm ơn, nha. Chuyển nhà người ta nha. Em quay làm một tiếng thôi. Đây là nước hoa Agawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ. Có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện. Sẽ làm clip, nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem. Và mọi người mua ủng hộ Dũng nha. Có 370k thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp, ok. Mày nên nhớ, mày là em ruột của tao, ha. Tao là người nuôi mày ăn học, ha. Cha mẹ ở dưới quê á. Nó đi chung với tôi để lo giấy tờ thôi. Cha mẹ dưới quê á, giao mày cho tao lo cho mày, ha. Lo cho mày bây giờ mày ăn học rồi, có bằng cấp của đàng hoàng rồi mày. Mày không có lo đi, ăn học đàng hoàng ha, mà mày vừa làm cái chuyện dạ, của mày. Dạ. Còn ông, dạ, ông nói với tôi là ông đi công trình. Bây giờ ông vô trong đây làm sao? Hả? Bây giờ trong ông vô trong đây làm sao? Công trình của ông vậy hả? Không vậy. Hả? Tôi sai vậy. Ông sai à? Không. Bây giờ không có sai trái gì hết. Chị ơi, em biết lỗi chị ơi. Chị ơi. Trong nhà không mà vợ hiểu không? Thì về nhà mình nói. Nghe vợ. Đó. Đẹp mặt chưa? Bây giờ chị Yến ha. Có gọi điện cho gia đình luôn ha. Không chị ơi. Bây giờ tôi điện về cho cha mẹ. Bây giờ tôi đang làm ở trong công ty á, bây giờ tôi thấy bỏ công việc á, để tôi bắt đi ra đây tôi bắt cái chuyện này nè, chống sai chỗ nhỏ vậy. Em là em đi theo dõi mà thấy lần rồi chứ không phải là sai rồi, chứ từ sai rồi. Bây giờ em tưởng kiếm chút. Nói gì nói em vừa chứ đâu phải thà đi ra ăn đường em bình thường rồi con trai ai cũng bỏ gọi là người này người kia.
anh ơi chơi cho luôn rồi em rùa kìa chết rồi, còn gì nữa mà nói. Chẳng lẽ giờ sao mà giờ anh định quen luôn cả hai chị em xong rồi ở chung cả hai chị em này à? Bây giờ muốn cưới không? Mày muốn cưới không? Bây giờ tao cho hàng này cưới luôn, cưới cả chị lẫn em luôn, mày muốn không? Giờ nó kỳ cục quá vợ. Tao điện ổng quả lên hả? Không bà. Là không nó cưới hai đứa luôn. Bà, anh quen lâu chưa? Thì về trong nhà mà. Là ở cùng nhà luôn đúng không? Trong nhà mà. Thôi bây giờ này, chị cứ bình tĩnh rồi về nhà mình có gì người lớn rồi mình nói chuyện cho nó rõ ràng thì mà ông bà lên cũng được hoặc là về quê nói chuyện cũng được. Bây giờ là thôi đứng dậy đi mặc đồ đồ đàng hoàng đi về lên nhà nghỉ nè. Đi về nhà đi về. Anh đi mặc đồ lấy đồ đi về. Em đứng dậy đi về luôn ngồi đó nữa. Thì từ từ xong rồi em đi chuyển cái này rồi về nhá cho bộ đi về. Hai mày đi về đi. Người ta xử lý. Hai tao giúp đơn với chị. Đi qua dở cũng làm còn với dở mà. Đi về. Đi về trước đây em nói chuyện với chị rồi. Tao với con đi vậy tao sợ mày ký được. Nói chuyện tí là để về đi về. Em nói chuyện tí. Rồi, đây. Nó chuyện nó có khá phức tạp nên bây giờ thà mà đi gái vụ này chi người kia thì không nói. Nhưng mà đi với em thì chuyện này nó làm lớn thì đi tù đi tiền này kia luôn á. Không có đơn giản đâu. Nhục nhã quá. Thì không có nào mà dục bạc cái này luôn. Lòng lông nhưng không phải lòng lông nhưng mà có cái là quen và chị của em là ghê lắm. Nói chung là mình về phải có người lớn là có cả hai bên gia đình nói chuyện đi. Còn không thì đó là quyền của chị. Em khuyên là có cả hai bên gia đình nói chuyện thì mới dễ hơn nhá. Bây giờ mình ngồi dược tí xong rồi anh chở chị về. Chứ còn mình đi theo về nhà thì nó ấy. Cứ suy nghĩ kỹ rồi về nhà nhá. Không công về nhà ung sùm con cái nó không hay nữa. Mà chứ giờ chị có đi làm không hay chị về? Bây giờ chắc em phải vô lại công ty đó cho bỏ một chuyện được. Ê, tí nữa chắc em chắc tí nữa. Em với chị đi về đi nhá. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Đi về với em không? Đi ra ngoài bên không? Đây là nước hoa Agawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ. Có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện, sẽ làm clip nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem và mọi người mua ủng hộ dùng nhá. Có 370k thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp. Ok.